Rồi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hạnh Phúc nha. Tiếp tục clip sáng nay giới thiệu anh em biết mấy. Xin nhắc lại là số điện thoại đang càng bên mình là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui làm cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui làm cọc 100.000 Viettel. Anh em mà chịu khó tháng thì mình bao ship. Còn anh em cọc tiền thì anh em cộng thêm phí ship từ 35 tới 40 ngàn tùy theo khu vực nha anh em. Mình thì ship có toàn quốc, ở chỗ nào thì cũng ship được hết em. Tới nơi thì anh em có shipper gần tận tới tận nhà cho anh em luôn nha. Hoặc là anh em hẹn những cái chỗ mà dễ biết để shipper dễ kiếm khu vực mình. Đó, thí dụ gần ủy ban, gần chợ gì đó thì cho nó dễ kiếm và giao hàng cho nó nhanh chóng nha anh em. Còn có những trường hợp mà đơn hàng nó hơi chậm anh em thông cảm, có nhiều khi nó bị lạc đơn cũng có, hoặc là kho nó vận chuyển chậm anh em. Dạo này là Covid nên nó thực sự là nó cũng nhiều cái vấn đề nó trục trặc trong vấn đề giao nhận hàng. Và mình cũng thường hay bị mất hàng chứ không phải là không mất anh em. Nói chung shipper nhiều trường hợp nó cũng lấy hàng của mình luôn á, chứ không phải giỡn. Nên là trường hợp nào mất hàng thì nó hơi lâu quá một tuần, mà nếu anh em không nhận được hàng thì báo để mình có phương pháp xử lý nha. Một là đền mấy khác cho anh em, hai là mình sẽ ép buộc bên shipper thì hồi hàng. Nói chung nhiều vấn đề lắm nên em không nhận được hàng thì cứ alo cho mình. Thì dạo này những trường hợp bị mất hàng và đưa hàng nó giao chậm á thì anh em thông cảm cho mình nha, cũng thành thật xin lỗi tất cả anh em. Còn những đơn là tới nhanh thì mình rất là mong đi rẹt rẹt cho anh em, chứ không phải là bán mà muốn cho nó chậm chạp nha anh em. Rồi đó là vài lời mình muốn tâm sự tới anh em thôi. Còn clip hôm nay xin giới thiệu anh em vài con máy nha. Tiếp tục thì có một con Rehai Rim, con này thì màn riêng anh em, màn kính là đẹp càng thôi. Nắp sau thì thay mới rồi, nắp sau còn thay mới càng rồi anh em này nha. Đó, màn như này, chức năng full nha, màn rất là đẹp, gần như không xước xát luôn. Cảm ứng nhạy nha anh em. Rehai Rim màn hình 5 inch, ra 1,5 bộ nhớ 8, pin 2.6. Rất khó kiếm cái con rim như này. G530, con này giá 750 nha anh em. 750k, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Máy cực đẹp luôn, chứ không có xước xát gì nhiều ha. Nắp sau thay mỗi nắp sau cho anh em. Tại nắp nó hơi cũ, thay cho đẹp luôn. Còn màn riêng nha, 755k, kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là con Vivo Y91, con này là máy đẹp càng luôn, nguyên riêng nha anh em, đẹp 98 ha, đánh giá tầm 98 cho chắc, anh em khỏi phải âu lo. Kính càng, màn hình 6.22, RAM 332, pin con này là 4030, pin 4030 nha anh em, máy này, đó, nhìn rất là đẹp, sáng đẹp nha, máy màn riêng vo riêng. Chức năng full nha anh em, chức năng này full luôn. Nó đây Y91 đó, RAM 3GB, máy sáng đẹp như riêng. Y91 để anh em, giá của nó là 1.930.000 nha. Giá nó hơi chát nhưng mà nguyên riêng nha anh em, xài chuẩn 1.930. Anh em đừng soi những máy trời xước và những máy đã sửa chữa nha, nguyên riêng. Tiếp theo là con Samsung A750, con này thì thay màng thay cảm ứng ok luôn. Nắp sau thì còn riêng của nó, xuất sắc do sẹp lưng này. Màn hình 6 inch nha anh em, RAM 464, pin con này là 3003. Màn nói chung thay sáng đẹp nha, yên tâm anh em. Chức năng full A750, RAM 464, xài cũng ok luôn. Đó, giá nó đi nhẹ nhàng nha anh em, 2.4 triệu ha, 2.4 triệu. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn, A750, một em G337 bản hàng, máy nguyên riêng đẹp 9899, màu xanh nhạt nha anh em, kính keng luôn nha. Nói chung 9899 là anh em biết rồi, máy rất là đẹp. Một sim nha anh em, máy con 32 này là một sim ha, mỗi sim là Trung Quốc thôi. Wi-Fi chức năng cắt kêu ok, màn riêng xài rất mượt nha. Đó, Galaxy Watch 3, con này để anh em giá 1830, kèm sạc dán kính. Samsung A50 bản VN Việt Nam 2 sim, nắp sau thay mới, màn riêng đẹp 98 hơn 98 luôn anh em. Màn hình 6.4 nha anh em, RAM 464, pin con này là 4000. Đó, sườn cực đẹp luôn. Keng sao bén ha. RAM 464. Chức năng thì yên tâm nha anh em, xài rất chuẩn. Đó, ok luôn. A50 RAM 464, con này đưa đi cho anh em giá 2.900.000 nha.
2.9 triệu nha anh em, kèm sạc dán kính nha. Samsung A600 bản hàng, máy màu gold, đẹp tầm 97 thôi, sườn có xước sát nhẹ. Còn lưng với lại kính là đẹp nha anh em, lưng đẹp nha, lưng kính này, kính đầy dán lực ken cho anh em luôn này. Màn hình 5.6 nha anh em, RAM 332, pin con này 3000 nha. Chức năng thì ok, test sơ chức năng cho anh em coi. A600 bản hàng một sim, con này ra đi cho anh em giá của nó là 1750, kèm sạc dán lực cho anh em luôn ha. Đó, ok nha. Một con G7 Dream màu bạc bản VN 2 sim, con này thay vỏ mới rồi nha anh em, thay vỏ mới ha. Màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 332, pin 3300, chức năng full nha, cảm rất là mượt. Test sơ mấy chức năng ngoại vi cho anh em hiểu, thấy được cái máy bên ngoài và bên trong. Con này giá 1650, kèm sạc dán lực luôn. Và mình có một con Ribery bán hàng máy riêng, con này thì chưa thay nha anh em. Đó, màu đen xanh ha. RAM 332 nha anh em, màn hình 5.5 inch ha, pin 3300, máy rất là ok nha, kính đã dán lực cho anh em rồi. Đẹp keng nha, nói chung là kính lưng đẹp tầm 97-98 thoải mái luôn. Nó cũng là Ribery Rim. Coi thử mình mấy hàng nó báo cho anh em là gì đây. 17, còn là con Ribery Rim anh em. Cũng ra 332 đầy đủ hết. Con này cũng ra đi anh em nhé, 1650. 165. Kèm sạc dán kính luôn, máy đẹp. Tiếp theo là con Oppo A83. Oppo A83, máy đẹp và nó là keng sao beng luôn anh em. Lưng đẹp keng. Màn hình 5.7 nha anh em, RAM 332, pin con này là 3180, gần 3200. Kính đẹp, lưng đẹp. Máy sáng đẹp nha, RAM 332, A83. Đó, chức năng thì ok luôn. Con A83 xài rất là mượt nha anh em. Cái dòng A83 xài rất là sướng nha. Đó. Chức năng full, con này A83 để anh em giá 1630, 1.630.000 nha anh em. Kèm sạc dán lực cho anh em luôn. Một em Oppo F5. Máy đẹp 98-99 luôn. Đó. Cực đẹp. RAM 464 nha anh em. Con này màn hình 6 inch. RAM 464 và pin của nó là 3200. Đó. Máy rất là chuẩn nha. Màn sáng đẹp. RAM 464 của Oppo F5. Mọi chức năng full nha anh em. Wi-Fi cực mạnh luôn. Chức năng thì khỏi phải bàn rồi, nguyên riêng, xài rất sướng. Chức năng test sơ cho anh em những chức năng cơ bản. Oppo F5 màu đen, con này ra đi anh em giá 1850, kèm sạc dán lực luôn. Samsung A10 máy riêng, lưng sao xuất sắc cho anh em tháng sử dụng nha anh em, có xuất sắc ha, máy riêng nguyên, kính nói chung đẹp 98-99. Màn hình là 6 inch 2, RAM 2, bộ nhớ 32, pin 4000. Chức năng thì mình chi tiết những chức năng cơ bản cho anh em coi ha. Như Wi-Fi này, cấu hình máy A10. Đó. Con này chuẩn mượt nha. Chuẩn mượt mà nha anh em, yên tâm. Chức năng mọi chức năng hoạt động ổn định. A10 giá 1.700.000 nha anh em. Kèm sạc dán lực cho anh em lại luôn. 1.700.000. Samsung A50, lưng sao có xuất sắc nha, kính còn guarantee luôn, bao anh em không xuất sắc gì hết, mấy nguyên riêng. Đó. A50, màn hình 6.4, RAM 464, pin 4000, máy nói chung nội thất là ok luôn, wifi chức năng chuẩn nha, ổn định ha. Ok, con này ra đi em giá 2.9 triệu nha. 2.9 triệu, kèm sạc dán lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy. Một con Samsung A50F màu trắng sữa nha, trắng sữa, lưng sao xuất sắc này. Do sử dụng không có dán keo. Mặt trước còn guarantee, bao anh em không có trước. Còn miếng dán của nó luôn, miếng dán nhựa ring của màn hình anh em còn nguyên. Nên là không vấn đề gì hết nha.
wifi mạnh, chức năng ok luôn. Nói chung mọi chức năng con này hoạt động là quá ok rồi. A50s RAM 464 nha anh em, nó mạnh hơn con A50 thường. Nói chung chip xử lý nó cao hơn, sườn xuất sắc nhẹ. Con này ra đi cho anh em giá 3 triệu 2. Có sạc đầy đủ nha anh em. iPhone X đẹp 9899 nguyên zin. iPhone X màu trắng sữa luôn, trắng bạc. 64GB pin 84, pin 84. Sạc cho anh em, còn con nó bán sạc luôn. Wi-Fi chức năng ok luôn. Nói chung mọi chức năng máy quốc tế, bao anh em quốc tế trọn đời nha. Con này ok VIP nha anh em. Face ID các kiểu ok hết, bao anh em nha. Pin 84, có sao nói vậy anh em. Chức năng máy đẹp tầm 9899. iPhone X quốc tế, mọi chức năng full, không hề lỗi một cái gì hết nha. Để anh em giá con này 7 triệu rưỡi, 7 triệu rưỡi kèm sạc gián kính luôn. Chỉ 7 triệu rưỡi thôi anh em sở hữu ngay một iPhone X riêng nguyên. Tiếp theo là một con 8 lút máy riêng 98 thôi 99%. Nhưng mà con này pin cho 75 thôi nha. Báo trước cho anh em nha, pin 75. Và giá nó sẽ là giá 75. Nói thẳng luôn, giá là giá pin 75 đó. Kính keng, lưng keng, pin yếu, mình chưa có thay một cái gì hết. Còn này để nguyên riêng bán cho anh em luôn. Mọi chức năng full, pin 75. Máy quốc tế, bao anh em reset thoải mái các kiểu con là điều nha. Đó, các kiểu là điều. Ta 64GB full quốc tế trọn đời. Thế nên giá 6 triệu 4 thôi. 6 triệu 4 kèm sạc gián kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy. Đó, anh em yên tâm nha. 8 lút đẹp keng sao em tầm 98 tới 99 nha anh em, máy riêng nguyên. Rồi, clip này cũng dài rồi, xin tạm dừng ở đây. Thân ái chào anh em và hẹn anh em clip tiếp theo. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh và like video ủng hộ mình nha anh em. Chào anh em.